Bằng trở lại với channel của Mew Seven. Hôm nay mình sẽ ok, hiện nãy giờ dẫn chơi với các bạn xíu cho vui thôi. Hôm nay mình rất là vui, các bạn ơi, vui quá vui. Mơ ước của mình biết bao nhiêu rồi, mấy tháng nay rồi ha. Mà nay mới mượn được anh em một chút đỉnh, với lại để được dành được ít tiền dư nè, là mới tậu về một em là Canon EOS M50. Cái này là xài cho dân vlog là quá bá luôn nha. Không biết là hà bá hay là bá đạo nha. Đây là hóa đơn đây. Ok, mình cho các bạn coi hóa đơn nè. Cái này mình mua ở Bình Minh Digital. Mình mua bao gồm một cái body của máy, một cái lens kit 50-15-45, được tặng kèm một cái túi 251 và một cái ngàm chỉnh V-Shock. Ok, một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đây là một cái hộp ngàm chỉnh riêng nè. Và đây là cái chủ yếu là cái phần chính của mình ha. Cái mình mơ ước mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu lâu nay nè. Bây giờ mình sẽ khui và review cho các bạn xem sơ qua thôi. Mình cũng chưa biết sử dụng nhiều ha. Mình chỉ review có gì trong đó thì mình review vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ review từ ngoài cho tới trong ha. Đầu tiên là cái túi này được tặng kèm nha các bạn. Đây, bên trong có một cái quai ha. Đó, cái này chủ yếu là để máy khi đi quay phim, chụp hình thôi. Quá đơn luôn ha. Đó, cái ngàm chỉnh ha, của V-Shock, của Trung Quốc các bạn ơi. Hàng tặng kèm mà đâu phải là trong hộp đâu. Đây, cẩn thận các bạn ơi, mặc dù là hàng Trung Quốc ấy. Đây, ngầm chỉ. Rồi, ok. Sơ qua như vậy ha. Mình sẽ cất qua một bên nè. Ngầm chỉ nè, hình như là có giá 800 ngàn hay sao á, nếu mà bán lẻ bên ngoài á. Bây giờ tới phần chính của mình nè. Một dây cáp là cái adapter để sạc pin ha. Đây, mình còn dây cáp adapter. Rồi, một cục pin. Một số anh em làm vlog đánh giá là dung lượng hơi thấp, có 800 mAh. Này, nó sẽ như vậy nè, lúc cần ghi sạc. Đó. Và đây là cái gì? À, một cái quai đeo cho máy các bạn. Để mình mở ra coi. Quai đeo khá là đẹp, của Canon, chính hãng Canon luôn. Ok, quai đeo này các bạn gắn vô máy ha, để đeo vô cổ rồi phòng trường hợp mà bị rớt máy. Đây là cái lens kit, tức là cái ống kính rời. Canon zoom lens EFM 15-45mm. Sách hướng dẫn này toàn tiếng Anh không các bạn, mình không biết. Một thẻ nhớ 16GB SanDisk. Và đây là một cái phiếu bảo hành của Lê Bảo Minh, nhà phân phối chính thức của Canon tại Việt Nam. Đây mới là cái bộ phận chính thức của chúng ta, cái phần quan trọng nhất, một cái body máy. Đây chính thức là hai cái bộ phận chính của chúng ta này các bạn. Để mình cho các bạn coi nè. Này. Đó. À. Và bây giờ chúng ta sẽ thao tác đầu tiên là gắn pin vào. Gắn cái len vào. Các bạn thấy cái dấu chấm màu trắng không? Cái dấu chấm màu trắng này nó song song nhau ha. Đấy à.
dặn theo chiều kim đồng hồ. Khi nào nghe tiếng tách tức là nó đã vô. Cái màn hình của chúng ta có thể xoay lật ha. Rất tiện cho những anh em nào mà cần tự sướng, tự quay vlog ở nhà. Quá tiện luôn. Cái nút quay phim nó bố trí bên trước nữa, mình chỉ việc để ta bấm và tự quay ở nhà được, một mình tự quay luôn. Mở ống len. Bây giờ á để bật nguồn lên. Ok. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái màn mở hộp và cũng như là cái mơ ước bấy lâu của mình đã thành hiện thực ha. Thì đối với mình á, cái số tiền mà để mua cái máy Canon này là rất là lớn chứ không phải. Đối với ta thì bình thường, nhưng mà đối với mình đó là một số tiền cực lớn luôn. Thì qua đây mình cũng nói là mình chưa biết sử dụng cái máy chụp hình, dùng để chụp hình, dùng để quay phim. Cái đó mình đang phải học hỏi từ từ và học được tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu ở YouTube, cái máy Canon EOS M50 nè, đúng là cực kỳ quá ngon, bổ rẻ dành cho dân vlog. Bởi vì sao? Làm vlog thì các bạn quay trong nhà đã đành rồi, nhưng mà các bạn phải quay ngoài trời nữa. Và lúc đó các bạn phải cần tới lỗ cắm ghim micro bên ngoài ha. Những cái dòng máy mà tầm 15 triệu đổ xuống không có máy nào có lỗ gắn micro ngoài hết, chừa Canon EOS M50. Cho nên đây là một cái lựa chọn hợp lý. Thứ hai là màn hình xoay lật. Thứ ba là chống rung. Theo mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn hợp lý và rẻ nhất. Rồi thì mình cũng chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi. Nếu mà nói nhiều quá thì anh em người ta lại nói là mình nói dốc, nói xạo, nói láo. Chỉ là khui hộp, coi như là khoe của đi ha. Thứ hai là mình nói lên những cái mơ ước, những cái đam mê của mình từ đầu tới giờ. Thứ ba nữa là mình khuyên những anh em nào nếu mà có đam mê, sở thích làm YouTube á, thì các bạn nên mua con này. Thà mất tiền một lần đừng để sắm từ từ. Tại vì con này nó tập trung đầy đủ các yếu tố cần cho dân vlog ở trên đây hết. Như các anh em mua sắm từ 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 từ, các anh em sắm rất là tốn, rất là nhiều tiền luôn á. Anh em có đam mê thì cứ làm thôi, dẫu biết ngày mai có ra sao, dù có ra sao thì cũng chẳng sao ha. Chứ đừng có nói chuyện mà kiếm tiền từ YouTube, kiếm tiền được từ Facebook, Google ha. Ăn được tiền của các tập đoàn lớn khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tôi cũng làm nay là cũng lâu lắm rồi. Thực tế ra là chưa được bật kiếm tiền đâu các bạn. Những người đó phải thực sự tài năng. Còn như mình chỉ có đam mê mà không có tài năng thôi, thì có đam mê cứ theo đuổi đam mê đi. Mình cũng có một cái công việc ổn định để mình làm. Làm YouTube chủ yếu là mình theo đuổi đam mê thôi, chứ thực tế ra mình không nghĩ tới chuyện kiếm tiền từ nó đâu. Và mình thực tế ra mình cũng chưa kiếm tiền được từ nó, mà mình đang bỏ tiền túi ra để mình làm. Nhiều người hỏi mình, ủa sao mày ngu vậy, mày làm như vậy được gì? Đơn giản, đam mê. Đam mê là cứ theo đuổi các bạn. Đam mê nhưng mà đừng có kỳ vọng nha. Những cái công việc để kiếm sống, nuôi sống gia đình các bạn bỏ hết đi, để các bạn làm YouTube và các bạn trông chờ thu nhập vô từ đó thì thôi thôi. Các bạn trông chờ tới bao giờ? Và lúc đó các bạn chết đói. Các bạn phải có một cái nghề để các bạn nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và nuôi sống cái đam mê của các bạn. Giống như rapper Karis có nói đó, ai cũng có đam mê, nhưng mà đam mê có nuôi được mình phải là điều đáng nể, đúng không? Còn làm YouTube á, thì mỗi người một kinh nghiệm. Tất nhiên là mình phải học hỏi người ta, nhưng mà không ai không dạy đời ta được. Mình ghét nhất là những người mà lên mà cứ dạy đời rồi này kia ha. Hôm á mình coi trong cái kênh chia sẻ cách làm YouTube á, có một anh ảnh ở ngoài miền ngoài, thì mình cũng là dân miền ngoài, vô đây mình làm ăn kiếm sống ha. Ảnh livestream rồi ảnh dạy người ta phải làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia, rồi ảnh phun nước miếng, rồi ảnh điệp mẹ đó. Thấy các bạn thấy không, đúng là nhiều khi mình nói thẳng ra không phải là kỳ thị vùng miền, chính mình đã tự đẩy vô cái con đường để mà người ta ghét mình. Núi này cao thì có núi kia cao hơn ha. Các bạn đừng nghĩ các bạn là cao như đỉnh Everest rồi các bạn có quyền dạy người này dạy người kia là không được.
Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ clip của mình ha. Nếu thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Sau clip này á thì mình sẽ để lại một vài clip so sánh giữa quay bằng điện thoại và quay bằng Canon EOS M50 và chụp thử vài tấm hình của hai cái dụng cụ quay phim, dụng cụ chụp hình là điện thoại với máy chụp hình Canon EOS M50 để mình so sánh cho các em xem nha. Bye bye.